Để tìm hiểu văn hóa ẩm thực Hàn Quốc hoặc là để giải thích cái công thức nấu ăn thì bài này chúng ta sẽ học một vài công thức nấu ăn nhé, nấu ăn một vài vài món này. Tiếp theo chúng ta sẽ học về cách sử dụng định ngữ các bạn nhé, và chúng ta học lại cái ngữ pháp là a ơ sơ, đó là vì hoặc là và hoặc là rồi, tức là theo trình tự hành động. Từ vựng chúng ta sẽ học từ vựng về kê chơ là ứng xích, là thức ăn theo mùa, hoặc là món ăn theo mùa, chúng ta dùng món ăn theo mùa này. Cheryl mit yori verb. Cheryl là thành phần, và thành phần và cái phương pháp nấu ăn. Bun hoa trung bô thì là thức chuyên ăn tan mộc nên hương trích, tức là những món ăn dành cho những dịp đặc biệt. Đấy, món ăn cho những gì đặc biệt các bạn nhé. Thì ở đây chúng ta tìm hiểu đoạn hội thoại số 1, thì chúng ta có đây là bữa ăn của các bạn đây ạ nhé. Lee Han và Chi Hun nói chuyện với nhau ạ. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. Thực đơn bữa trưa nay là삼계탕, là gà hầm sâm các bạn nhé. Chi Hun lại nói ạ. Lian Chi, 오늘 복날이에요. Hôm nay là ngày nóng nhất trong năm. 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. 한국 사람들은 những người Hàn Quốc ạ. 복날에 ngày nóng nhất trong năm. 삼계탕은 먹어요. Thì các bạn lưu ý là trong cái mùa hè của Hàn Quốc ấy nhá. Cái này ngày nóng nhất trong năm nó chính là ngày của giữa mùa hè này. Và Việt Nam chúng ta gọi là ngày gì ạ? Như là ngày hạ chí nào. Và ngày cuối cùng của năm, ngày cuối cùng của mùa hè thì sẽ cũng lại ăn gà hầm sâm. Thường là một năm chúng ta theo lịch chúng ta sẽ ăn 2 lần gà hầm sâm. Còn chúng ta bỏ tiền ra ngoài quán thì chúng ta ăn mấy lần thì chúng ta nhé. Chào mừng nhé. Thật à, nắng chỉ đề nhá. Đây là thời tiết thì nóng. Quê tức khôn ẩm dịch hơn bỏ gửi không? Các bạn chú ý cho tôi là cái chỗ tức khôn ẩm dịch. Tức khôn ẩm dịch. Đây là cái định ngữ món ăn nóng. Tức khôn ẩm dịch hơn bỏ gửi không? Tại sao lại ăn được món ăn nóng ạ? À? Yeureome, tức khôn ẩm dịch hơn mở cửa miên. Nếu mà ăn những món ăn nóng vào mùa hè, Momi ta tức he cho thơ, cơ thể trở nên ấm. Tôi ikin su là có thể giải nhiệt và bổ sung dinh dưỡng cơ thể. Tôi là cái giải nhiệt và bổ sung dinh dưỡng đấy, như chúng ta gọi là giải nhiệt cơ thể đấy. Ikin su isoyo. Kureyo. Vậy à, Yocheom jeodo neumu thuwoseo himi opseonneunde jan denneyo. Thì vậy à, dạo này tôi cũng neumu thuwoseo là tôi cũng cảm thấy rất là nóng. Himi opseonneunde mà không có tí sức khỏe nào cả. Không có năng lượng gì cả. Jan denneyo thật là ý nghĩa.
Thì ở đây chúng ta có mấy cái từ vựng, đó là hôm nay là ngày nóng nhất của mùa hè này, vừa nãy tôi giải thích ạ. Yeah. Tiếp theo là chúng ta có sang cái thang là gà hàm sâm, món gà hàm sâm. Tôi đơn ý ghi ta là giải nhiệt. Kim miệng ta là thiếu năng lượng hoặc thiếu sức sống. Yeah. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng nhau đọc cái phần bài này. Nếu các bạn ở nhà đã đọc một số lượt bài này thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé các bạn nhé. Các bạn đọc lại nhé. Ở trong cái phần bài này các bạn còn từ vựng nào không biết không ạ? Bây giờ mời các bạn đọc nhé. Mời bạn Trang đọc trước rồi Trang gửi. 오늘 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리한씨 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕은 먹어요. 저만요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹어요? 여름에 또 여름에 뜨거운 음식을 먹으면 몸이 따뜻해져서 더워는 익은 수 있어요. 그래요? 장 đọc lại câu này đi. Lúc nào? Câu của chị Hôn này. Em chú ý giờ là cái rư... ta rất rư nghe mê. Chưa sổ nhé. À, giờ rư mê từ cơ un um xích cười mà cơ miên mô mi ta tích he, he, he sơ ta tích chơi sơ ta tích he chơ sơ ta tích he chơ sơ tơ vô rừng y kinh su of isoyo. Kureo, đây là từ từ em ơi. Đầu tiên là đây ạ, mơ mơ cơ miên chứ không phải là cơ miên. Không phải là mơ cơ miên. Thêm nữa là cái này là ta tức he cho sơ. Mơ cơ miên mô ni ta tức he cho sơ. Mom. Word... Mom. Mom. Mommy. Mommy. Ta tức he cho sơ. Ta tức he cho sơ. The Widen. Ikin. Ikin su isoyo. Ok. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘은 없었는데 잔뜩네요. 네, ok. 잔뜩네요. Cái sờ bên dưới đọc là sang sau hai chữ này sẽ đọc là nào. 잔뜩네요. 잘 뺐네요. 네. Ok, mời bạn Ngọc. Ngọc đọc đi, Ngọc ơi. Vâng. 오늘 점심 점심에 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리안 씨 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕은 먹어요. 정말로 날씨가
Tơ un tê. Quê tư ca un. Xích ưng. Mà cơ yếu. Nhớ rưm mê. Tư cơ un. Xích ưng. Mơ cơn miên. Mô mi. Ta tất hê chia sơ. Tơ ui rừng. Y kinh su. Y sơ yếu. Cứ rêu. Dô chừng. Chơ tô. Nơ mu. Tơ. Ua sơ. Chi mi. Ấp sớt lân tê. Chan. Toát nêu. Chan tên nêu. Okay. Nào mời bạn Hiếu ạ. Onun chum sim menunun sang ke thang email. Nian si onun pok narie o. Anku salam turun pok nare sang ke thang mekeyo. Chamanu nasika tunte we. To call num sick and mugayo. What a man. To call num sick and mugumian. Mommy, that a catcher, sir. Though we didn't eat him sweet soil. Grayo? No jum chato no more. Though was, sir, he may upset him there. Chant. Ok, mời bạn Hà. Vâng ạ. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리한 씨, 오늘은 뽁날이에요. 한국 사람들은 뽁날에 삼계탕은 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식은 먹어요? 여름에 뜨거운 음식은 먹으면 몸이 따뜻해져서 더위를 이길 수 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. 네, 오케이. Các bạn chú ý là khi mà chúng ta đọc viện ngoài đọc đúng thì chúng ta sẽ chú ý cả tốc độ nhé. Thì chúng ta đọc càng nhanh thì càng tốt ấy. Và chúng ta khi đọc nhanh chúng ta biết tổng hợp lại cái mà chúng ta đọc được ấy, nó có ý nghĩa là gì chúng ta tổng hợp luôn thì rất là tốt. Thế bây giờ chúng ta đóng vai một cách nhanh nhất, đó là xin mời bạn Hà với bạn Trang đóng vai với nhau này. Bạn Hà đóng vai là Lee Han và bạn Trang đóng vai là Chi Hun. Onen chum sim menu samgaetang ieo ineo. 이안 씨, 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕은 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식은 먹어요? 여름에 뜨거운 음식은 먹으면 몸이 따뜻해져서 더위를 이길 수 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. 뭐 là Trang vừa nãy đọc ấy. Cái này là mộc cư miên chứ không phải là mộc cơ miên. Thứ hai nữa là ta tứt he chơ sơ chứ không phải là ta tứt chơ sơ hay là ta tứt he sơ nhá. Này. Nào bây giờ mời bạn Ngọc với bạn Hiếu đóng vai ạ. Bạn Ngọc đóng vai là Di Han và bạn Hiếu đóng vai là Chi Hun. 오늘 점심에 누는 삼계탕이네요. 리안 씨, 오늘은 뽕날이에요. 한국 사람들은 뽕날에 삼계탕은 먹어요. 정말로 난시가 더운데
Quê tư cơ un xích kinh mà kêu chờ đợi mẹ chưa câu un xích kinh và kinh nghiệm mô mi ta thức hai cho sơ tơ viên y kinh suýt sơ yô cử rêu dô chùm chơ tô nơ mù tơ vơ sơ hi mi ớp absurd nên tê chan tuyên nều chan tuyên nều. Ok bây giờ bạn Trang với bạn Hiếu đóng vai nhé. Trang đóng vai là Li Han, còn Hiếu đóng vai là Chi Hun nhé. Ôn ơi chăm si miêu niu nên xăm kê thang y nèo chăm si ôn ơi bốc nà ri es ô hàn cú xà lam thử rừng bốc nà rê xăm kê thang mơ cơ yô chào mắn nhô nàn si ca tàu un tê quê tư cập un xích cơ mơ cơ yô dạ rừng mê tư cập un xích cơ mơ cơ miền mommy ta thức hè chờ sơ tơ viên y kiến suýt sơ yô cứ để ô yo chung cho tô nó mu tơ vơ sơ khi mi ập sức nên tê chẳng tê nèo. Ok bây giờ chúng ta nghe cái phần hội thoại này ạ.32과 복날에는 삼계탕을 먹어요. 대화 1. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리안 씨, 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹어요? 여름에 뜨거운 음식을 먹으면 몸이 따뜻해져서 더위를 이길 수 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. 32과 복날에는 삼계탕을 먹어요. 대화 1. 오늘 점심 메뉴는 삼계탕이네요. 리안 씨, 오늘은 복날이에요. 한국 사람들은 복날에 삼계탕을 먹어요. 정말요? 날씨가 더운데 왜 뜨거운 음식을 먹어요? 여름에 뜨거운 음식을 먹으면 몸이 따뜻해져서 더위를 이길 수 있어요. 그래요? 요즘 저도 너무 더워서 힘이 없었는데 잘 됐네요. và đây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu là món ăn theo mùa đây ạ. Món ăn theo mùa đây chúng ta hãy chú ý là món ăn mùa đông và món ăn mùa hè. Này chúng ta chú ý. Đầu tiên là chúng ta có tức cấp tả là nóng. Tức cấp tả là nóng. Cha tả hoặc là cha cấp tả là lạnh. Và chúng ta có một số món ăn theo mùa, đó chính là mùa hè. Món ăn vào mùa hè thì chúng ta có xăm cái thang này, em miên này, công cúc su này, papping su này. Các bạn đã ở Việt Nam đã từng ăn papping su đá vào đậu đỏ chưa ạ? Chưa. Chưa. Bạn Trang ơi, ngay chỗ
lối vào nhà chỗ gần chỗ khu nhà thầy giáo ấy. Ở trên chỗ, chỗ đầu đường cầu bóng tối có chỗ làm bắp chu ấy chẳng từ nhà trang sang À, chúng ta đâu. Vâng. em cũng biết phần đấy mà. À Chưa biết chưa. rồi gì? Chưa ăn à? Vâng. Chưa. À. Cái quán nó bán cả cà phê, cả đồ ăn, cả chè đỏ đỏ. Mà quán đấy cũng nổi. Tiếp theo là kiêu xích là món ăn vào mùa đông thì có bát chúc là cháo đậu đỏ. Cháo đậu đỏ thì chúng ta đã từng được ăn cháo đỗ đen đúng không ạ? Đã ai được ăn cháo đỗ đen chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Đó, thì đây nó Em nấu không bằng ăn đỗ cháo. hả? Em không ăn cháo. Không ăn cháo hay là không được ăn cháo? Không ăn cháo. À, trải nghiệm ăn cháo thì nó thay cho việc là nấu bằng đỗ đen thì người ta nấu bằng đỗ đỏ. Không? Nó là cháo không có gì đâu nhé. Cun cô là khoai lang nướng. Đây là món khoai lang nướng. Cái này chúng ta ăn suốt rồi đúng không ạ? Cái này mà không ai ăn thì hơi hiếm đấy. Thì có cháu bây giờ, các cháu thời đại bây giờ không được ăn thôi, chứ tôi nghĩ các bạn cũng được ăn khoai nướng đều đấy. Ngoài làng thì họ bán nướng bán đầy đường. Đúng không? Đắt hơn mua suất cơm em. Vâng, mua sống là khoai lang ruột đỏ chỉ có mười mấy nghìn cân nhưng mà bán ra là bốn mươi mấy nghìn cân. Không phải vấn đề là bây giờ mua một củ khoai lang nướng với một suất Vâng. cơm là nhiều khi suất cơm còn rẻ hơn đúng không? Vâng. Rồi. Đúng quá. Tiếp theo chin bang. Chin bang là bánh bao, khô tốc là bánh bao trứng nước, bánh gạo trứng nước. Tức là cái này các bạn xem người ta làm cái này, thực tế là người ta để riêng một cái khay, người ta đổ bột vào, xong sau đó người ta ép nó xuống. Đấy. Còn chúng ta đây là định ngữ, tính từ đi với n hoặc là ân n, tức là đang làm gì đó. Ví dụ tính từ này n hoặc là ân n này có nghĩa là cái danh từ này nó có cái đặc trưng bởi một tính chất là này. Đấy. Ví dụ như là chúng ta có chan xích chẳng hạn. Chan xích. Đó, chan xích. Xích là món ăn, chan là lạnh, cha là lạnh. Thì món ăn lạnh thì chúng ta phải thêm chữ n. Không có bát chim sẽ thêm chữ n vào đây. Còn nếu có cụm đáy thì sẽ thêm chữ ưn các bạn nhé. Chan xích. Và như vậy ạ. Không phải xích nữa mà bây giờ là người chẳng hạn. Saram. Saram mà tính chất ở đây, tính chất của người này đó là chemi tà. Chemi ita. Ita sẽ đi với nâng xem ý nâng xa ra các bạn ấy, không phải theo đi với ân nữa. Ví dụ chốt chẳng hạn, chốt là tốt. Chốt thà thì là tốt rồi, xa ra mà người. Thế bây giờ chúng ta nói người tốt thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Chú ân xa ra. Chô gì ạ? Chú ân xa ra. Nghề chô ưng sa ra, đúng rồi, chô ưng sa ra là người tốt. Đấy. Ví dụ thời tiết lạnh, lạnh là chút tà. Và thời tiết là nan xi. Thì thời tiết lạnh thì chúng ta sẽ nói như thế nào? Thời tiết lạnh thì chúng ta sẽ nói như thế nào ạ? Ta xin nên chua
날씨는 추워요. Đúng rồi. Thế bây giờ tôi nói là tôi thích thời tiết lạnh. Hà nói là 날씨 좋아요. Nào, sử dụng cái cách như thế này này để chúng ta làm. Chúc mừng Nancy, chúc mừng Nancy, chào Nancy, chúc mừng, chào anh. Đính từ đến mắt anh. Anh đây ô, anh đây ô. Đây nhá, thầy giáo giải thích lại cho nhá. Đây ạ, tính từ đi với n hoặc là ân danh từ. Đây là dạng định ngữ của tính của danh từ, được chưa ạ? Cái này có nghĩa là danh từ có cái tính chất là a này. Đấy. Ví dụ như là đây là người, đây là tốt thì chắc là đây là cụm này đã là người tốt thế thôi. Đây là danh từ hóa tính từ nhá. Định ngữ đó là làm sáng tỏ cái danh từ này dựa trên một số tính chất của cái danh từ này nhá. Tính chất này, tính từ này bổ nghĩa cho danh từ. Thì ví dụ chúng ta vừa nãy chúng ta có là chốt, đúng không ạ? Chốt đi với saram thì sẽ là chủ ân saram, đúng không ạ? Thế bây giờ chúp là lạnh, chúp là lạnh thì cái thời tiết lạnh chẳng hạn, thời tiết là Nancy. Đấy. Thì theo lý thuyết ấy, thì cái này sẽ đi với gì ạ? Ân, đúng không? Đúng không các bạn? Đúng ạ. Thì chữ pờ khi gặp chữ ư này nó sẽ biến đổi thành gì ạ? U. Đúng rồi. U. Pờ biến đổi thành u chứ sẽ thành là chu u, đúng không? Cái chu u bây giờ có cụm đáy không ạ? À, có cụm đáy ở chữ u không ạ? Không. Không thì không dùng cái này được mà dùng là chu un nan si. Nan si. Nhá. Chu nan si. Chu nan si rư cho hiểu. Được chưa? Các bạn hiểu chưa? Tôi thích thời tiết lạnh thì cho nên. Cho nên chú nan si rơ chú a heo. Đấy là tôi thích thời tiết lạnh nha, bạn hiểu nhá. Ok. Thế các bạn hiểu cái sử dụng này chưa? Em thưa thầy, nếu như mà đảo cái lạnh với lại cái thời tiết nó có làm sao không thầy? Có làm sao? Đảo thì nó lại là nghĩa khác rồi. Em ơi, lạnh đây là tính 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 từ, tính chất, còn thời tiết nó là danh từ. Đảo không sao được. Cấu trúc nó là như thế này mà. Ví dụ bây giờ là cô gái là dơ cha. Dơ bư đà là đẹp. Thế bây giờ chúng ta nói cô gái xinh đẹp thì nói như thế nào? Các bạn nghe thấy không ạ? Yeppe nên yêu cha. Thế mỗi nở yeppe nó như yeppe. Làm sao nó có gặp cái gì đâu mà pơ. À đúng rồi, nó không có quá trình. Cái nào nó ví dụ chữ pờ này nó là bất quy tắc, khi nó gặp nguyên âm thì nó bị biến đổi, thì lúc đó chúng ta mới cần chú ý. Thế đây có cái gì đâu mà biến đổi, thêm chữ nở là sao nghe. Sao cứ làm khó mình thế. Nhập phân vô cha thế thôi. Thay cho việc vô cha này chúng ta có thể là nhập phân Giang, nhập phân Hà. Được chưa? Chúng ta có thể thay tên các bạn vào đây. Nhập phân Hà, nhập phân Giang. Thế là Giang xinh gái, Hà xinh gái. Đấy, chúng ta
sử dụng nó như vậy. Đây là đặc điểm bởi khác biệt bởi tính chất nhé các bạn nhé. Cái danh từ này khác biệt bởi tính chất nhé. Ví dụ cô gái cao thì nói như nào? Cô gái cao thì chúng ta nói như nào? Cô gái cao kia tên là Trang. Bây giờ các bạn làm câu đấy giúp tôi vậy ạ. Tên là Trang. Cô gái cao kia tên là Trang. Nhớ nhé. À, các bạn làm đi ạ. Cô gái cao kia là Trang. Trời ơi. Là Trang có nói được không ạ? Là Trang. Khi ca khưng cư dơ cha Trang si yếu. Ờ. Chờ khi ga khẩn dơ cha ca hoặc dơ cha nên nữa, ca hoặc nên là được chủ thể. Cái cô gái mà cao kia ấy chăng như là thì ạ, đấy là cái câu đó ạ. Thế bây giờ cho tôi hai con gà béo nói như nào? Cho tôi hai con gà béo. Cho tôi hai con gà có nói được không ạ? Con là mơ đi đúng không? Ừ, con là mơ đi. Mơ đi là cái đầu này em ơi. Con là ma đi. Vâng ạ. Lại thật tu ma đi. Bây giờ mình chuyển thành thật tu mơ đi bằng nhau. Từ hai con gà cho tôi hai cái đầu gà. Ô, cho tôi hai con gà nói nhanh lên các bạn. Cưng chú mơ ri chú xeo. Mơ ri là đầu yếu ơi. Ma ri. Thạc cưng chú mơ ri chú xeo. Em vừa nói là thạc tu ma ri chu seo là được, không cần thạc cân tu ma ri đâu. Nhá. Thạc tu ma ri chu seo, cho tôi hai con gà. Thế bây giờ sửa thành cho tôi hai con gà thịt béo. Thì nói như nào? Gì nữa? Tu ma ri chu seo. Đúng rồi, đúng, chính xác. Thế bây giờ tôi muốn gặp cô gái cao kia, hay là tôi muốn gặp cô gái thấp, tôi không muốn gặp cô gái thấp, nói nào? Thế tôi muốn gặp cô gái kia thì nói như thế nào?
muốn gặp cô gái kia. Tôi muốn gặp cô gái kia. Manako sipoyo. Đúng rồi, cứ yo cha rư manako sipoyo. Cứ yo cha. Yo cha rư manako. Đúng không? Manako sipoyo. Sipoyo. Cứ yo cha manako sipoyo. Cứ yo cha rư manako sipoyo. Ok ok. Chúng ta ví dụ tôi thích ăn kem lạnh nói như nào? Hay tôi thích uống nước lạnh chẳng hạn. Bạn Hà nói câu là tôi thích uống nước lạnh. Xong bạn Trang sẽ nói là nếu bạn uống nước lạnh thì sẽ bị đau cổ. Thì bạn Hiếu lại sẽ làm câu là nếu bạn bị đau cổ bạn hãy đi vào khoa tai mũi họng. Quả tai mũi họng. Sao bạn Hà bắt đầu khơi khơi khơi. Vâng ạ. Chu un mun choa heo. Không heo ơi, lạnh đối với đồ ăn thì nó dùng cha cấp tà hoặc là cha. Cha, vâng ạ. Cha bật hơi thầy. Ô em tư vấn đây hay. Vâng ạ. Chan mun chua heo đúng không? Nào Trang. Nè. Nếu uống nước lạnh thì bạn sẽ bị đau cổ, bạn có thể bị đau cổ. Muốn rửa miền. Cái gì? Nếu uống nước lạnh. Này, nếu uống nước lạnh à đâu? Masi miền. Nước lạnh ở đâu em? Nước là mun. Đây này, nước lạnh là gì? Mun cha. Ê, lạnh trước rồi mà. À, cha mun masi. Chan mun masi. Miền. Chăn mùn mạch xì miền. Bị đau họng. Bị đau cổ. Apa mốc. Thế em có nhớ cái từ mà đây em nhìn này. Uống nước đúng không? Phải với nước phải đặt lên trên uống này. Cái nào đau? À, cổ ạ. Đau, cổ nó phải ở trước. Em phải dịch đúng với kiểu tiếng Việt. Chan masi. Chan masi gì đấy? Em đọc cái gì đấy? Chan mun. Đúng rồi, chan mun nó mới là nước lạnh. Chan mun ưng. Masimien. Cổ chứ không thầy? Ồ, em nói em bị đau cổ, em nói như nào? Làm gì thầy bảo? Mốc apayo. Ồ, đúng rồi. Trời ơi. Thế mà chẳng nghĩa là apayo mốc à?
đọc nhiều hội thoại rồi nhé Trang nhé. Này. Ừ, tiếp theo bạn Hiếu ạ, nếu đau cổ thì hãy đi vào khoa tai mũi họng. Mokun apamien. Trời ơi, lại còn có thể loại apamien nữa. Apamien. Ôi, cái gì? Apamien đấy. Nếu. Ai cho biết? Tôi nói ra câu tiếng Việt mà bạn dịch làm gì? Nếu bị đau cổ. Ừ, nếu đau cổ nếu thì đau hãy cổ. Đi vào khoa tai mũi họng. Đi vào khoa tai mũi. Không cần, cứ làm nào cho bạn Trang bạn vào khoa tai mũi họng là được. Không cần phải nếu đi vào hay là nếu vào. Cứ đau nếu cổ. Đau cổ, nếu bạn đau hãy cổ. Vào khoa tai mũi họng, thế là được rồi. Còn bạn hãy đi vào hay bạn hãy bò vào cái kệ bạn ấy. Được rồi, cười đi. Nào, nếu đau cổ. Nếu bạn bị đau cổ thì bạn hãy vào khoa tai mũi họng. Đấy, thì lời khuyên chân thành thế. Apan mốc cổ đau. Nếu đau cổ. Nếu đau cổ. Đúng rồi. Đau cổ. Cổ nhé, không phải đau khổ đâu nhé. Thầy đang đau khổ, còn em lại đang dịch để đau cổ. Đau khổ. Đau cổ này. Mokun. Mokun này. À, à. Apamien. À. Trước ư miên ấy thì nó chỉ bỏ chữ tà đi thôi à. Còn các bác thì đem đi chia hết rồi. Thành apayo hết rồi. Hỏng rồi. Quên. Nhầm. Apumien. Apumien. Ipi in hu qua e. Kachuseo. Kachuseo. Hãy đi cho tôi. Còn đây là khuyên người ta là hãy vào qua đó. Chỉ cần là Caboceo. Caboceo. Hãy thử vào khoa đó đi nhá. Chứ mình có ép thì người ta được đâu. Kiểu Trang uống nước lạnh xong thì bị đau họng. Trang không thích đi đấy. Làm gì được Trang. Ok. Cái này các bạn hiểu hết chưa? Hiểu cái cách làm như này ạ. Ví dụ như chăn mun. Thế bây giờ đây là chăn mun là nước lạnh. Thế bây giờ nước nóng các bạn có biết là gì không ạ? Tư câu un. Hả? Ở chăn. Nói là phải dứt điểm. Tư cư un. Tư cư un mun. Tư cơ un mun. Tư cơ un mun. Tư cơ un mun. Tư cơ un. Tư cơ un mun. Tư cơ un mun. Ok. Đây. Đây, bờ bên thành u nhá. Bờ bên thành u. Thêm nó. Tư cơ un mun. Tư cơ un mun. Ok. Ok, cái này hơi lằng nhằng một tí. Được là được rồi. Ví dụ như là cái món ăn, đây nước chẳng hạn nhé. Nước nóng thì là nước, tính chất của nó là nước nóng. Ví dụ cho tôi nước nóng thì là tư côn muôn chù rèo. Cho tôi nước lạnh, chăn muôn chù rèo. Được ạ? Các bạn hiểu rồi gì ạ? Thế bây giờ bạn Hà làm một câu hỏi bạn Trang nhé. Trang muốn gặp trai đẹp không? À cười đi. Làm được câu đấy không? Hát cười. Gặp trai đẹp không? Trai đẹp không? Ở đấy một cười.
Nam cha. Nam cha là con trai rồi nhưng mà đẹp. Nhớ là đẹp của con trai không thể dùng là điểm tối đa được đâu nhé. Đối với nam người ta dùng là từ chàng sen kỳ đà, đây là đối với là cái tính từ đẹp ngoại hình đối với nam các bạn. Chàng sen biết thế nào ở đấy? Cái gì? Chàng sen kỳ đà đọc như nào viết thế, chán xem ghi ta thầy giáo viết lên trên góc rồi đây. Các bạn có nhìn thấy màn hình thầy giáo chia sẻ không? Có. Góc nào? Đây góc này. À, của em nó bị cái nó che mất rồi. Nó bị cái này che vào đây á. Vâng. Bây giờ nhìn thấy chưa? Thấy rồi. Đã làm không chưa? Hãy thầy xem một chút. Nếu nếu mà Trang làm xong rồi thì Trang lại hỏi Hà. Hà có cái nhóm gia đẹp không? Trang xin lần Trang sẽ Trang xem Trang xin lần Trang xem Kim Nam Cha Man Nan Leo. Cái đấy người ta sẽ dịch là cái đấy người ta sẽ dịch là Trang ơi, Trang có muốn làm quen với bạn bạn nam đẹp trai không? Làm quen đấy là làm quen à? Manna đấy là tại đuôi câu à? Manna nó có nghĩa là gặp này, nó có nghĩa là làm quen này, nó có nghĩa là đang là tìm hiểu lẫn nhau này, cũng dùng là manna, hoặc là đang yêu nhau người ta cũng dùng là manna. Nên tùy theo ý người ta hiểu như thế nào là tùy nhé, chứ không phải là cái manna nó chỉ được gặp nhau thôi nhé. Cái này chúng ta chỉ dùng là po thôi. Vâng ạ. Thế thì Trang xin nên Trang sen kim nam cha ôn lễ ốc. Thường người sẽ dùng là poco chip thôi ốc. Có xin lễ ốc vậy ạ. Tức là mana lễ ốc là tức là như kiểu là em có sẵn một bạn trai đẹp rồi. Em định giới thiệu bạn trai đẹp đó cho bạn Trang. Thì kiểu gạ gặp nhau thôi. Thế còn nếu mà muốn ví dụ như bây giờ chúng ta ngồi với nhau đây, chúng ta bảo muốn lúc nào muốn chứ không phải là lúc nào có mi đặt. Ok. Đấy nhá. Thì tương tự như này, chúng ta có ví dụ bạn Hiếu sẽ hỏi bạn Ngọc chẳng hạn, Ngọc có thích xem thích ngắm gái đẹp không? Đấy, kiểu thế. Nhá. Thì những cái này chúng ta có thể sử dụng được như vậy ạ. Nhá, Diệp Phương nhớ ra các bạn biết rồi đúng không ạ? Đúng không ạ? Diệp Phương nhớ ra. Diệp Phương, tư tà Diệp Phương nhớ ra, đây là gái đẹp đấy ạ. Cô gái xinh nhỉ, nhá. Thì chúng ta có được. Nào, tiếp theo ạ, chúng ta dịch mấy ví dụ đây ạ. Lian chi phe ga ma ni apayo. Nhớ 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 đừng quên nhé, apa phải chia với ioio nhé. Tiếp theo ne aka chan cơ sơn bà ni mở cơ hồ chan cơ là cái chan là lạnh nhé, bà ni mở cơ hồ vì là ăn nhiều đồ lạnh, vừa xong ăn nhiều đồ lạnh, cứ đơn cực gắt thầy, có lẽ là như vậy.
Ok. Tiếp theo này, câu số 2 này bạn nào đọc và dịch giúp cho thầy giáo này. Bạn Hiếu câu số 2 này nhé. Mukachiminsie eo Chucky Hika Chakun Sarame Sarangiel Dịch luôn em ơi. Ai Ai là là Chi chim Minh. hay là chi minh Đúng rồi, ai là ừ. Chi Minh? Từ từ giáo nào cái này. Ai là Chi Minh? Là người thấp kia Là người thấp đằng kia đúng không? Trước kia là đằng kia, kia là người thấp ở đằng kia là, thấp ở đằng kia hoặc là chúng ta có thể dịch là gì, là tên lùn ở đằng kia mà. Chi Minh ra giã về đái. Câu số 3, câu số 3 bạn Trang đọc câu trên và bạn Ngọc, bạn và bạn Hà đọc câu dưới và dịch. Y gần cho em mà xếp nên xích đang nghe ops ops sao Từ từ Trang này, Trang này, Trang này không biết được Trang như thế nào hay mắt kém hay như thế nào, phải có biết, nhưng mà đây là xích tăng y, xích đang nghe em đọc là gì em đọc xích tăng y. nè. Vừa nãy em đã nhầm rồi, hội thoại nhầm, giờ vẫn nhầm. Ok, à, dịch là gì Trang nhỉ? Cần chờ Cơn trưa là gần đây. có nhà hàng không có nhà hàng ngon gần đây à Đúng rồi, không có nhà hàng nào ngon ở gần đây à? Sao mà bạn Hà sao biết được? un xích ta nghe ca bô xeo bún cô kì ca a chu ma xích xoài đi ăn nhà hàng ở Seoul nướng rất là ngon Đây là đi đi ăn đến nhà hàng nhà Seoul chủ hàng đem. Seoul đi đến nhà hàng Seoul thử xem thịt nướng rất là ngon. Không phải đi lên Seoul để ăn đâu, mà đi đến nhà hàng có tên là Seoul ấy. À nhá. Ok, đây là ví dụ đấy. À, chúng ta luyện tập một chút ạ. Luyện tập 1 này. Sajine mắn chơi nên Phô kìa khô la nở xeo. Sajine là vào bức ảnh nhá. Mắt nên phiêu yên là biểu hiện đúng này. Phô kìa sơ là ở từ cái phần phô kì bên dưới này này. Khô la là lựa chọn và nơ xeo là hãy cho vào. Đây, lựa chọn bên dưới và chúng ta cho vào. Đầu tiên là Bát Minh Chu là cho vào đâu? Số mấy ạ? Phát minh chú Bát Minh số Chu hai số 2. Bát Minh Chu số 2. Rồi anh nhuồn đây. Số 2. Tiếp theo là Không Cúc Su. Không Cúc Su. số bảy Không Cúc Su số 7. Rồi, 7. Không Cúc Su. Tiếp theo Sam Kê Thăng số 3, Sam Kê Thăng rồi Chín Bằng số bốn đúng. bốn Khoai lang nướng thì chắc chắn là được số 1 rồi. Mì lạnh, miến lạnh nhân nhân năm năm số 5, nhân miến. Pát chúc, pát là đậu đỏ, còn chúc là cháo. Cháo. Hô tất là sáu,
Ok. Tiếp theo chúng ta sử dụng cái ngữ pháp là tính từ đi với n ân danh từ để chúng ta hoàn thiện đoạn hội thoại này, điền vào chỗ trống ở đây ạ. Sử dụng ngữ từ bên dưới ạ. À, bạn Trang sẽ làm số 1 này, bạn Hà số 2 và bạn Hiếu số 3 nhé. Bạn Ngọc tí lại đọc lại ví dụ của bạn Trang nhé. Ngọc làm câu cùng với Trang luôn ạ. Xong chưa à, các bạn? Hiếu làm xong chưa? Xong rồi. Mày Hiếu làm câu của Hiếu trước mà. Ở thì à, bài ơ a ca chàng ưng xích cưng mơ cơ sơ bè thà ni à bè thà ni bác sơ yô. Ờ, chan âm xích, chan âm xích mà vô rồi. Cái thằng ấy đã sôi rồi, ok. À, dịch như nào nhỉ bạn Hiếu nhỉ? Bị đau ở đâu? Ừ, đau đâu? Do ăn đồ ăn lạnh, vì ăn đồ ăn lạnh. Nên... Đó là vừa, AK là vừa mới. Vừa mới ăn đồ ăn lạnh. Vì vừa mới ăn đồ ăn lạnh, nên bụng đau. Petaninata là đi ngoài luôn, bụng đau bụng là petani là gì ạ? Đau bụng đấy ạ. Pega aputa đúng không? Pega aputa đau bụng. Còn hoặc là chúng ta có thể nói là soaka antuta đúng không? Còn petaninata nó là ngồi bồn cầu rồi. Nào tiếp theo câu số 2 hay câu số 1 bạn Trang hay là bạn Hà làm đây ạ? Ơi em. Trang, ở nơi xích. Ở nơi xích đang nghe khăn cái ô. Cho kỳ salami ma nơi xích đang nghe từ đơ cái ô. Ở đây ạ. Man. Man nơi. Man. Ừ. Man nơi. Không phải là ư đâu nhá. Cái này thực tế cái này nó là viết tắt của cái này này, n hoặc là ưn. Nếu không có phụ đáy thêm n vào âm đằng trước, không có phụ đáy thì thêm ưn nhá. Về bán nên xích tăng ấy, à bán nên 사람이 많은 뭐 많은 식당에 들어가요. OK. Nào, xin mời bạn Ngọc đọc lại cái câu số 1 của bạn Trang ạ. 어느 식당에 갈까요? 저기 사람이 많은 xích tăng e từ rơ cài ổ. Từ rơ cài ổ. Ok. Câu số 3, à câu số 2 mời Hà. Hồ sân âm xích cân mật cân cài ổ. Ô nơ gần chú nhì ca ta tức hàn âm xích cân mật cô xích hơi ổ. Bạn bạn ăn món nào nhỉ? Bạn muốn ăn món nào nhỉ? Hôm nay trời lạnh, tôi muốn ăn món ăn nóng. Ta tức hàn thì chúng ta cũng có thể dịch là ta tức hàn là thực tế nó là ấm, nhưng mà chúng ta có thể dịch là đối với đồ ăn món là muốn ăn nóng. Đi ca là vì nhớ Hà nhé, vì. Vì thời tiết lạnh, vì hôm nay lạnh nhé.
À, dịch rõ là như thế. Mika đây là vì. Ok, chúng ta sẽ sang phần sau luôn ạ. Các bạn nhìn đây thấy quen không? Các bạn sang cái sau nhé. Bài tập thì chúng ta kết thúc để ở đó rồi. Các bạn nhìn thấy đây bạn Tuấn và bạn gì đấy? Cơ Nu đang nướng thịt nướng đúng không ạ? Nướng than đấy, than vỉ chuyên nghiệp đấy ạ. Thì đây xem là hai bạn này làm như thế nào đấy ạ. Tuấn chi samgyeopsal은 좋아해요? Bạn Tuấn có thích thịt ba chỉ nướng không? Thì tôi hỏi các bạn này, 여러분 samgyeopsal은 좋아해요? 네, 좋아해요. 네, 좋아해요. 네. 좋아해요? 선생님도 좋아해요. 김치도 좋아해요? 김치? 네. 네. 좋아해요? 네, 좋아해요. 네, 좋아해요. 좋아요. 여러분은 김치를 어디에서 사요? 보통 김치 어디에서 사요? 마트에 사요. 네, 마트에 사요. 오케이, 맛있는 김치. 우리는 마트에 가보세요. 시장에 김치도 있어요. 하지만 맛이 없어요. 흥원. 한 마트에 가서 뭐 빈곰 뭐 란치 마트 어 마트에 가서 김치 사면 맛있어요. 아니면 직접 만들어 먹어요. 직접 만들어 làm và ăn. 맛있어요. 여러분 김치 만든 줄 알아요? Các bạn có biết cách làm kim chi không? 아니요. 아니요. 그럼 언제 우리 학원 김치 만들면 한번 해보세요. 우리 학원 김치 만들어요. 맛있어요. 오케이. 자, tiếp tục nha. 그런데 대신 아래에 지는 거 봐. 네. 그냥 저는 한국 음식 중에서 중은 trong, 에서는 ở. trong số các món ăn Hàn Quốc 삼겹살은 제일 좋아해요. 삼겹살은 món thịt ba chỉ nướng. 제일 là nhất, 좋아해요 là thích. Trong số các món ăn Hàn Quốc, tôi thích nhất món ba chỉ nướng. 그런데 thế nhưng 처음에는 vào lần đầu tiên ấy, 식탁에서 고기를 구워서 굽다 đó là thành cua là nướng. Thì là vì lần đầu tiên 구워서 먹는 것이 đây đến tận y này là cái việc mà nướng và nướng rồi ăn thịt ở trên bàn ấy lần đầu tiên ấy. Thế nhưng cái việc là nướng và ăn thịt ở trên bàn ăn lần đầu tiên ấy thì chôm xin ki hết rồi thì hơi ngạc nhiên nha. Cứ đều vậy à. Hàn Quốc에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. Thì ở đây ạ. Cứ đều vậy à. Hàn Quốc에서는 ở Hàn Quốc ấy ạ. 이렇게 là như thế này, 이렇게 các bạn nhé. 먹는 음식이 là những món ăn mà ăn như thế này ấy. Món này nhiều nhé. 우리나라에서는 Tuấn nói ở đất nước của chúng tôi ấy là Việt Nam ấy. 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 식탁 위에서 là ở trên bàn. 직접 là trực tiếp. 요리하다 là nấu ăn đúng không? 하지 않아요 là không nấu ăn trực tiếp ở trên bàn.
그래서 vì vậy 한국에서 처음 고기를 먹을 때 vì vậy 한국에서 ở Hàn Quốc 처음 고기를 먹을 때 là lần đầu tiên ăn thịt ở Hàn Quốc ấy. 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. Vì vậy ở Hàn Quốc ấy, lần đầu tiên ăn thịt nướng, khi lần đầu tiên ăn thịt nướng ở Hàn Quốc ấy là gì ạ? Vì có lửa ở trên bàn. 너무 무서웠어요. Nên tôi đã rất sợ. 너무 được quá. 무서웠어요 là sợ. Nên tôi đã quá sợ. Thế thầy giáo giải thích chi tiết từng phần như thế thì các bạn lưu ý nhé. Sam khiếp sang là thịt ba chỉ nướng. Sam là ba đấy ạ. Nhé. Bu là lửa. Bu sốt tà sợ. Bu sốt tà đấy ạ. Bu sốt rồi. Bu. Bu. Bu ri na. Bu ri iso do. Có lửa. Nhé. Thế bây giờ các bạn mỗi người đọc nghe giúp tôi một lượt đấy ạ. Cái này đúng chất người Việt Nam luôn. Tuấn đúng chất người Việt Nam đấy. Việt Nam làm cuộc cưới với ai để nấu lẩu hay là nướng ở trên bàn không? Toàn ăn món rồi ạ. Nào, bây giờ mời bạn Hiếu đọc trước đi. Mời Hiếu. Tuấn Sĩ. Sao kiếp sao cho hiểu? Nè, cho nên Hàn Quốc ấm xích. Chúng ngày xưa, sao kiếp sao đừng chê in cho hiểu. Cơn tê chơ, chơ mê nâng. Xích thác ấy xơ cô khi nâng. Cua xơ mực nâng cơ si chôm. Xin kia hẹt sao à xin kia hết sao yo cái đó Hàn Quốc ấy sao nên như thế mặc nên ấm xích khi mà na yo Uri na ra ấy sao nên xích thắt uy ấy sao xích chặt yo riêng ha chi mà na yo cái đó Hàn Quốc ấy sao 처음 고기는 먹은 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. 네, 오케이. 이제 말 장해, 장해. 또한 씨, 삼겹살은 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리는 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹은 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. 네, 오케이. 뭐야, 하. 환 씨, 삼겹살은 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살은 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹는데 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. 네, 오케이.
Ok, mời Ngọc, Ngọc ơi. Tuan si san cấp san sa rin cho ai ố nè cho lên Hàn Quốc âm xích chung hề sơ san cướp san cướp sa rin chơi in cho ai hiểu cơn tê chưa mê nên xích thác kê sơ xích thác ấy sơ cô kia đơn cô ui cô ua sơ mặc nên cờ si chôm xin kia hết sầu cờ đéo Hàn Quốc ấy sơ đơn y rớt kê mặc nên âm xích y mà nay ủ urina ra e sơ nên xích thác uy e sơ chích chớp yori đơn ha chi an hai ủ kre sơ Hàn Quốc e sơ chơi cô kí đơn một cân thê xích thác uy e puri ít sơ sơ nơ mu sơ quát sơ mu sơ quát sơ quát sơ ok. Chúng ta sẽ nghe bài này các bạn nhé. Đề hoa 2. Tuan 씨, 삼겹살을 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. 대화 2. 투안 씨, 삼겹살을 좋아해요? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살을 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많아요. 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. 오케이, bây giờ chúng ta sẽ mỗi người đóng vai lên một lượt nhé. Bây giờ bạn Ngọc đóng vai là ai? Đóng vai là Cơ Nu đi, cho nói cho ít. Trang đóng vai là Tuấn nha Trang nhé. Tuan si san cướp sa rin cho ai hiểu? Nè, cho nên Hàn Quốc âm xích cho trung hệ sơ san kiếp san rin chơi in cho ai hiểu? Cứ đơn tê cho ung mê nên xích thác ấy sơ cô kỳ đơn cô quơ sơ mộc nên cơ si chôm xin kia hết rồi. Cứ đéo Hàn Quốc ấy sơ nên y rớt kê mộc nên
음식이 많아요. 우리 나라에서는 식탁 위에서 직접 요리는 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 물이 있어서 너무 무서웠어요. 네, 오케이. mời bạn Hiếu ạ. Hiếu đóng vai là Cơ Nu và Hà đóng vai là Tuấn ạ. Tuấn sĩ, sao kia sao cho ai hiểu? 네, 저는 한국 음식 중에서 삼겹살은 제일 좋아해요. 그런데 처음에는 식탁에서 고기를 구워서 먹는 것이 좀 신기했어요. 그래요? 한국에서는 이렇게 먹는 음식이 많나요? 우리나라에서는 식탁 위에서 직접 요리를 하지 않아요. 그래서 한국에서 처음 고기를 먹을 때 식탁 위에 불이 있어서 너무 무서웠어요. 네, 오케이. 이제 chúng ta sẽ sang phần khác ạ. Chúng ta sang phần đọc. Phần từ. 재료 및 조리법. Cái này thành phần và phương pháp ăn. Chúng ta có các nguyên liệu này nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ học về nguyên liệu trước. Đầu tiên là cookie. Đầu tiên là cookie là thịt. Cái này ai cũng biết được đúng không? Nè. Tiếp theo là sen sơn. Sen sơn các bạn nghe quen không? Sơn sen là sơn giáo ạ. Một cười. Sơn sen là thầy. Sơn sen thầy giáo. Không, thầy hỏi là sen sơn nghe có quen không thôi. Chứ còn sơn sen thì nghe quen rồi. Có đúng không? Sen sơn. Các bạn nhé, sen sơn thì chúng ta thêm chữ huê vào sau ạ. Sen sơn. Sen sơn huê. Các bạn biết sen sơn huê là gì không? Ô y. Huê là gỏi cá. Cá sống ấy. Gỏi cá. Ờ. Các bạn đã bao giờ ăn gỏi cá chưa? Rồi nhỉ? Ngọc ăn rồi nhỉ? Vợ. Mấy đồ gỏi đâu như ăn hết. Ờ, ok. Ăn gỏi cá nước ngọt hay cá nước mặn đây? Cá nước ngọt ăn nước mặn. Cá nước ngọt nước mặn chơi hết rồi. Vâng. Nhưng mà một thứ không ăn được là hành và tiết canh. Tiết canh nhé. Vâng. Tiết canh thì gỏi cá làm gì có tiết canh? Không, người ta bảo những cái thứ không ăn được là chỉ có hành với tiết canh. Không, không ăn được hành à? Vâng. Oh, lại gặp chuẩn rồi đấy. Chuẩn men đấy. Ăn phở bỏ hành. Ok, tiếp theo là cheso. Cheso là các loại rau củ quả. Nhá, cheso rau. Koki là thịt, còn so, so koki là thịt bò. Ở thịt bò người ta cũng có một từ khác, đó là từ xuê koki. Xuê koki. Ờ, xuê koki. Xuê. Thịt bò là thịt nói chung của con bò, tức là thịt đầu, thịt chân, thịt vai, thịt bụng, thịt ba chỉ đều gọi là sokoki hết được chưa? Bởi vì so là con bò. Còn suekoki nó chỉ là cái thịt ở trên thịt cái gọi là thịt thăn bò ấy, cái loại mà thịt mà nó có mỡ ấy, có mỡ để người ta làm bít tết ấy, thì đấy là suekoki các bạn nhé. Tiếp theo là tuê chung kì, các bạn biết thịt lợn rồi. Thạc cô kì là thịt gà. Giang cô kì là thịt cừu. Giang cô kì. Giang là còn là con cừu. Giang cô kì.
Ở bên Hàn Quốc ấy thì cái thịt cừu dễ mua đấy, chứ không phải như kiểu ở Việt Nam. Bởi vì Việt Nam chúng ta có thịt dê đấy ạ. Nhưng bên Hàn Quốc thì không có dê mà chỉ có cừu thôi ạ. Người ta nuôi cừu lấy thịt luôn ạ nhá. Còn ở Việt Nam mình thì cừu ở trong vườn vườn bách thú để cho mọi người đến xem con cừu nó hình gì. Nhá. Tiếp theo về cây gia vị thì chúng ta có pha. Pha là hành. Nhá. Tiếp theo là giang pha là hành tây. Thì nhà các bạn hiện tại có giang pha không ạ? Khá nhiều. Khá nhiều. Nếu mà nhiều quá không dùng hết thì chuyển cho thầy giáo ít nữa. Ai vừa bảo có nhiều không nhỉ? Không, em bảo là nhiều. Nhiều à? Tưởng có nhiều. Ok, tiếp theo là manul. Manul là tỏi nha. Người Hàn Quốc ăn tỏi rất nhiều đấy các bạn. Ăn nhiều đến nỗi là các món ăn trong đấy có tỏi rồi, trong kim chi rất nhiều tỏi rồi. Các món ăn thường cũng cho tỏi. Và người ta còn ăn tỏi sống bên ngoài nữa. Các bạn biết tại sao người ta ăn tỏi nhiều như thế không ạ? Hỗ trợ tiêu hóa. Nếu hỗ trợ cái gì, ăn quen rồi không có, không chịu được ấy. Chắc là trừ trà ma. Trừ cái gì, trời ơi. Các bạn cứ hình dung như những người mà ăn được ớt nhé. Cảm thấy bữa ăn mà không có ít ớt ấy, ăn nó không ngon. Ăn nó cứ nhạt nhạt. Đúng rồi. Đây, ví dụ Ngọc mà ăn được ớt nhé. Mà cứ bữa ăn mà chả có quả ớt nào xem. Bữa ăn nhạt lắm. Nhạt nhẽo ngay. Hàn cũng thế mà, trời ơi, không phải là ăn cái gì, ăn tỏi để cho làm gì đâu. Nhiều khi người ta chả biết ăn tỏi để làm gì đâu. Nhá. Tiếp theo là khoai tây là cam cha. Nếu mà có mỗi chữ cam không ấy thì là quả hồng. Và cam cha là khoai tây. Nhá. Tiếp theo là có từ cuối cùng là thang gân. Thang gân đây là cà rốt. Đó. Mấy cái này sử dụng có 1, 2, 3, 4 cái này cho kim chi đấy. Nhá. Ok, tiếp theo chúng ta có một số cái gia vị khác. Một số cái phương pháp nấu ăn. Ở đây chúng ta có cứ đi là nấu kỹ. Sam tà luộc. Cúc tà là nướng. Bốc tà là xào rang, thuy kỳ tà là rán hoặc chiên. Cái này phải nói là chiên là đúng rồi. Ok. Thế bây giờ ấy, các bạn nói cái món trứng luộc được không ạ? Các bạn biết trứng là gì không? Hay nói thịt đi. Thịt lợn luộc. Thì nói như nào? Thịt lợn luộc đấy ạ. Thay chi cô kì sam sam bay sam bay đúng không? Thay chi cô kì rất sam bay đấy là luộc thịt em ạ. Đấy là luộc thịt lợn. Luộc thịt lợn, chứ còn thịt lợn luộc khác, tức là cái thịt mà luộc xong rồi ấy. Salmon Chaichikoki. Ok, salmon. Salmon Chaichikoki. Chaichikoki. Salmon Chaichikoki đúng rồi. Còn tuê chi cô kì rơ, sal mayo, đấy là luộc thịt.
chưa? Cái hành động luộc thịt đấy là hành động, còn thịt luộc đó là danh từ, nó là cái miếng thịt luộc rồi. Nó là hai cái khác nhau các bạn nhé. Thế bây giờ tiếp theo ạ, bây giờ chúng ta vẫn là đối với thịt lợn thôi ạ. Nhá. Bây giờ thịt lợn nướng với nướng thịt lợn. Thì bây giờ mỗi bạn nói cho tôi một câu ạ. Bạn nào nói chưa ạ? Thịt lợn nướng là khô un tây chi cô kỳ à? thịt lợn nướng là khô un tây chi cô kỳ. Khô un tây chi cô kỳ đúng không? Khô un tây chi cô kỳ đấy là thịt lợn nướng đúng không? Thế còn nướng thịt lợn như nào? Cuoio tây chi cô kỳ đơn cuoio san nành không nướng ngoài em à, nó thuê chi cua kia lên cua rồi đúng rồi, thuê chi cua kia lên cua rồi đúng rồi. Tiếp theo là rán tôm. Rán tôm. Rán tôm. Seoulin thuê kia yếu. Seoulin thuê kia yếu. Thuy kia yếu, thuy. Thuê đồng thuê. À, thuy kia yếu. À, thuy kia yếu, ok, thuy kia. Ok, thế còn tôm chiên. Twin sale à? Twin sale. Twin sale. Chicken sale. Rồi, ok. Tiếp theo bây giờ thịt luộc biết rồi đúng không ạ? Luộc thịt biết rồi, nướng biết rồi. Thế bây giờ nói vịt nướng nói thế nào? Cho tôi một con vịt nướng. Hay là một con vịt nướng giá bao nhiêu tiền? Hỏi như nào? Vịt nướng gì? Vịt ori. 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 Kun hori ơn ma na yo. Hả? Kun hori ơn ma na yo.
스푼 오리 얼마예요? 얼마예요? 네. 얼마예요? OK. Đây các bạn OK phần này. Các bạn dịch cho thầy giáo mấy câu ví dụ ở đây sử dụng a ơ sơ ạ. Nhá. Có nghĩa là và hoặc vì thì chúng ta sử dụng là động từ đằng trước chia a ơ và sơ đi với động từ đằng sau. Vì cái danh từ 1, vì cái động từ số 1 nên hành động số 2. Được chưa? OK. Hoặc là làm hành động số 1 rồi mới đến hành động số 2 là nói về trình tự của hành động. Tức là làm hành động V1 trước rồi làm hành động số 2. Nhá. Thì các bạn dịch cho tôi mấy câu ví dụ dưới này ạ. Tí là tôi sẽ gọi bạn Trang sẽ là câu 1 và bạn Hà số 2, bạn Hiếu số 3 nhé. Các bạn dịch xong chưa? Rồi ạ. Rồi, mời Trang ạ. Ít phạm 어떻게 먹어요? 고기하고 같이 볶아서 드세요. 네. Cơm này ăn như thế nào? 네. Rồi xào cùng thịt rồi ăn. Hãy ăn. Xào cùng thịt hay ăn đúng không? Này. OK. Đấy, xào cùng với thịt rồi mới ăn.
Câu số 2. 오늘 저녁에 밖에 나가서 밥은 먹은가요? 귀찮아요. 시켜서 먹어요. 오늘 chúng ta ra ngoài ăn nhỉ? Ăn cơm nhỉ? Vậy cái từ khuyên chan đấy là gì ạ? Chỗ nào? Khuy chan này ô, thực tế là nó giống như quyển chan này ô. Giống quyển chan này ô. Không sao. Không sao. Quyển chan này ô. Si kia là gì? Si kia là gọi. Gọi món ấy. Gọi rồi ăn. Gọi món rồi ăn. Ok. Câu số 3 mời bạn Hiếu ạ. Ca chúc thư rê kê. Sơn môn ơn. Bồ nét sơ yô. Nè. Ở sơn xa sơ bồ nét sơ yô. Đã gửi quà cho gia đình chưa? Vâng, đã mua quần áo và đã gửi. Đúng rồi, đã mua quần áo và đã gửi rồi. Mua quần áo và đã gửi rồi. Ok. Mua quần áo và đã gửi rồi. À, tiếp theo chúng ta có một số cái tình huống tiếp theo ạ. Đây là chúng ta sẽ bun chân dịch vụ hàn mà chân cử đi mơn dưỡng kiên hà xeo. Chúng ta hãy đọc câu văn và chúng ta hãy nối nhá. Đọc câu văn và chúng ta nối bức tranh. Ví dụ này, thầy giáo lấy ví dụ một câu này. Cam cha rơn truy kỳ xeo. Cam cha là khoai tây đúng không ạ? Truy kỳ xeo, truy kỳ tà đấy ạ, là rán chiên đấy ạ. Thì là CEO là hãy, bạn hãy đi chiên khoai tây. Thì chúng ta phải nối gì ạ? Nối khoai tây và vào chikira đấy kìa. Các bạn hình dung ra cách làm chưa? Thế bây giờ cái thứ hai là trang sơn ân cu CEO thì chúng ta làm thế nào? Nối hai với tờ với lại nướng số 2 với tờ với lại C hả? Nướng cá nướng cá nướng cá đúng rồi, thì phải nối số 2 với tờ với C. C rồi. Đây. Tiếp theo số 3. Xào cà rốt. Xào cà rốt. Số 3 với lại 3 núi R, núi B. Ba RB ạ. Ok. Ba R và R với B rồi. Ok. Còn cái bốn thì rõ luôn rồi đúng không ạ? Bốn N A. Bốn là gì ạ? Bốn N A. Rồi. Hãy đi luộc thịt. Rồi. Tiếp theo. Chúng ta xem phần bài tập số 2 ạ. Chúng ta sử dụng A, Ơ, Sơ và chúng ta hoàn thành câu ạ.
À, câu số 1 các bạn điền cái gì ạ? 양파는 어떻게 해요? 양파는 어떻게 해요? 나요, 그만. 양파는 어떻게 해요? 가서 넣 으세요. 아니. 볶아서 넣으세요. 랑 xào도 cho vào đúng không? Tiếp theo này. Số 2. 이 음식은 어떻게 먹어요? 이 음식은 어떻게 먹어요? 그래서 그래. 되나요? 끓이다 thành gì ạ? 그래서 먹어요. 그러니까 các bạn khác hiểu chưa? 네. OK. Ở đây chúng ta có các phương pháp nấu ăn này ạ. Ví dụ như cá thì em đi nướng này nha. Đấy, các món ăn này. Ở đây chúng ta có các món ăn thì chúng ta tìm hiểu những cái món ăn này nhé. Đầu tiên là món gà hầm sâm này. Phúc Nam, ngày nóng nhất. Những ngày nóng nhất của mùa hè theo âm lịch được gọi là Phúc Nam. Và những người Hàn Quốc ăn Samgyetang vào những ngày này. Chúng ta thiếu năng lượng và sức sống do đổ mồ hôi quá nhiều vào mùa hè, và chúng tôi tin rằng các thành phần như sơn nhân sâm, hạt dẻ và tỏi sẽ mang năng lượng. Hãy thử sang cái thang khi bạn cảm thấy kiệt sức vào một ngày hè nóng nực nha. Món sang cái thang là món gà hầm với sâm nha. Tiếp theo là món canh rong biển, người ta gọi là miếng cúc. Miếng cúc là những món là cái món canh mà ăn vào ngày sinh nhật. Thực tế canh này là canh dành cho bà bầu. Đấy, mà những người sinh nhật ăn là nhớ đến cái công lao sinh thành của người mẹ. Đấy, nhớ. Đấy cái ý nghĩa của nó. Và ở đây chúng ta thấy một bàn đồ ăn, cái này người ta gọi là ham chứng xích. Để ham kê mập nên chứng xích các loại món ăn mà bạn chia sẻ với người khác, là những món ăn ăn cùng nhau. Thì ngoại trừ gạo và một bát súp, tức là bát canh ấy, người Hàn Quốc chia sẻ món hầm, các món ăn phụ với những người khác cùng một bàn, tức là để lên ăn chung cùng với nhau. Mỗi cá nhân ăn một ít thức ăn trên đĩa khi nấu nướng hoặc ăn hầm. Thì những cái món khác ấy, thì khi ăn chúng ta ăn như bình thường thôi, còn riêng món canh và cơm thì không ăn chung với nhau nhá. Còn các món khác thì chúng ta ăn chung với nhau. Và hôm nay thì bây giờ cũng hơi muộn rồi, cái phần IBS này để hôm sau chúng ta sẽ làm các bạn nhé. Vâng. Nay hơi muộn tí không? 9:10. Ok, hôm nay thầy giáo cũng bận một chút, với hai các bạn cũng vào hơi muộn. Hôm nay chúng ta 7:20 chúng ta mới bắt đầu. Hôm sau chúng ta chú ý vào sớm nhé các bạn nhé. Hôm nay tối mai em nghỉ em về cũ. À. Con nhà hàng tình cưới. Con nhà hàng tình cưới à?
Ok ok, thế thì Ngọc hôm sau lên xem video nhé. Thế được lên cụ đấy. Ừ, xem ở nhà được. Đâu mà được lên cụ rồi đấy. À, được lên cụ à? Anh niên chưa vợ là phải lên cụ đấy. Có vẻ có chức sắc trong họ hơn nhỉ? Ô, nhà Ngọc là Ngọc to đấy, không phải bé đâu. Ok, hôm nay chúng ta học đến đây các bạn nhé. Bữa mai chúng ta học bình thường nhá, 7 giờ. Đây, anh nhớ xem. Đây, xuống xe không? Đây, khám xa mình ra.